Harmony OS chỉ là dự phòng. Khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, cả thế giới mới nhận ra mức độ phụ thuộc của công ty Trung Quốc vào Android lớn tới mức nào. Thực tế, Huawei gần như sống dựa vào công nghệ và sáng chế Mỹ, khiến công ty này buộc phải tìm các giải pháp thay thế. Dù có thể tìm phần cứng thay thế ARM và các thành phần khác, Huawei gần như không có cách nào thay thế Android. Cách duy nhất là tự phát triển hệ điều hành riêng. Tuần trước Huawei ra mắt Harmony OS, hệ điều hành mang trong mình trọng trách thay thế Android. Nhưng thật ngạc nhiên, Harmony OS lại dành cho Smart TV chứ không phải smartphone, vốn là mảng di động quan trọng của Huawei. Nhiều khả năng Harmony OS chưa sẵn sàng cho smartphone, dù Huawei khoe khoang hệ điều hành này nhanh hơn nhiều Android nhờ sử dụng nhân siêu nhỏ. Điều đó có nghĩa Harmony OS chỉ gồm những tập lệnh và driver cần thiết cho một lượng phần cứng giới hạn, chứ không phủ rộng như Android. Sinet tiết lộ, Phó Chủ tịch cao cấp Huawei Vincent Yang chỉ coi Harmony OS là giải pháp dự phòng, trước mắt được sử dụng cho smartwatch. Còn Huawei Mate 30 Pro sắp ra mắt vẫn dùng Android, bằng cách phụ thuộc này, khi Mỹ cấm toàn diện, Huawei sẽ đối mặt với thảm họa thực sự. Thực tế, hãng công nghệ Trung Quốc không có cách nào thoát khỏi ác mộng này.